Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi theo dõi video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Nhận lương 11,5 tỷ đồng một năm, nhưng đây lại là nơi ở của Đoàn Văn Hậu ở quê nhà. Ngôi nhà cấp 4 của gia đình chàng cầu thủ hot nhất Việt Nam hiện nay, Đoàn Văn Hậu, rất đơn sơ và mộc mạc. Theo quy định của FIFA, dành cho giải vô địch quốc gia Hà Lan, mỗi cầu thủ ngoài EU trên 19 tuổi phải được hưởng mức lương tối thiểu 394.616 euro một năm. Thậm chí, mức lương hàng năm của Văn Hậu ở SC Renvin cao hơn mức lương tối thiểu nói trên. Theo đó, Đoàn Văn Hậu được đội bóng Hà Lan trả đến 450.000 euro một năm, tức khoảng 12 tỷ đồng một năm. Tuy nhiên, đây là mức lương trước thuế. Trong khối EU, phần thuế thu nhập đối với người lao động rất cao. Người lao động có thu nhập càng cao, mức thuế cũng sẽ cao theo lũy tiến. Nhận lương đến 450.000 euro một năm, nên Hoàng Văn Hậu phải chịu mức thuế lên tới hơn 50%. Tiền lương sau khi trừ thuế của cầu thủ này chỉ còn khoảng 230.000 euro. Đây là con số sau khi đã làm tròn, tức hơn 19.000 euro một tháng, là khoảng hơn 500 triệu đồng một tháng. Tuy nhận mức lương khủng khi thi đấu ở nước ngoài, nhưng nhiều năm nay, gia đình Hậu sống trong căn nhà cấp 4 giản dị ở thôn Xuân Lôi, Hồng Minh, Hưng Hà, Thái Bình. Căn nhà mái bằng được xây khá lâu của gia đình Đoàn Văn Hậu, hiện chỉ có bố mẹ em ở. Anh trai của Hậu đi làm phụ xe ở Hải Phòng, thi thoảng mới về nhà. Nhớ hồi bé, bố Hậu kể em là đứa trẻ thích đá bóng, hay lên chùa và đình gần nhà tranh bóng với đám trẻ cùng xóm. Theo ông Thắng, bố của Văn Hậu, căn nhà được khởi công đúng thời điểm nam cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội FC chào đời. Ngày xưa, công thợ rẻ, tôi nhớ khoảng 17.000 đồng một công thợ, vừa xây nhà vừa lo tiền, thế rồi cũng xong ngôi nhà. Cho vợ con ở đỡ chật chội. Thành tích của Hậu tăng dần theo từng năm. Xưa nhà ông Thắng chỉ có một tủ, hai ô nhỏ, nay ông phải thêm một cái tủ mới để trưng bày huy chương, kỷ vật của con trai đem về sau mỗi giải đấu. Đây là bức ảnh chụp lúc Đoàn Văn Hậu 10 tuổi, khi đó em cùng đội tuyển U10 huyện Hương Hà, vô địch U10 Thái Bình. Ông Thắng cho biết rằng năm 2014, Hậu cao thêm 15cm. Nói về bí quyết tăng chiều cao, ông chỉ cười, cháu về nhà chỉ ăn dưa cà thôi. Chiếc tủ lạnh trị giá 6 triệu này là món quà đầu tiên Hậu tặng bố mẹ. Cho đến nay, nhà Hậu chưa lên đời tủ mới, dù hàng xóm đều đã mua những chiếc tủ lạnh xịn hơn. Mẹ Văn Hậu kể lại, hồi đó con trai thi đấu được thưởng 6 triệu. Anh đem về biếu bố mẹ để sắm sửa tủ lạnh và quạt máy cho gia đình. Cách đây 2 năm, các con động viên mãi, vợ chồng ông Thắng mới sơn sửa lại cho mới, gia cố những chỗ hỏng hóc, thay bộ bàn ghế, thiết kế tủ trưng bày huy chương cho con trai. Nơi thờ cúng được đặt trang trọng ở phòng khách của căn nhà. Khoảng vườn xanh mướt của nhà Đoàn Văn Hậu. Cuộc sống sau khi con trai thành danh có thể khấm khá hơn, nhưng ông Thắng bà nụ chưa bao giờ đánh mất cái chân chất của người làm nông. Hàng ngày, ông bà vẫn làm những công việc của người nông dân thực thụ. Thành công tại Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã được tặng 4 xe hơi. Với thành công cùng 3 cấp độ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam trong vòng 2 năm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo đã được tặng thưởng đến 4 chiếc xe hơi cả ở Hàn Quốc và Việt Nam. Huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo chính thức nhận nhiệm vụ làm huấn luyện viên đội tuyển bóng đá nam Việt Nam, U23 Việt Nam và U22 Việt Nam từ ngày 11 tháng 10 năm 2017 đến nay. Trong hơn 2 năm dẫn dắt 3 cấp độ đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã liên tục mang đến những thành công ngoài sức mong đợi với người hâm mộ cả nước. Thành công chấn động đầu tiên là vị trí Á quân của vòng chung kết U23 châu Á tổ chức tại Thường Châu, Trung Quốc vào tháng 1 năm 2018. Sau sự kiện này, tiếng vang của huấn luyện viên người Hàn Quốc càng trở nên lớn hơn khi lọt vào bán kết ASEAN 2018, vô địch AFF Cup năm 2018 hay lọt vào tứ kết giải Asian Cup 2019. Sự thành công của các cấp đội tuyển bóng đá nam Việt Nam có công không hề nhỏ của huấn luyện viên người Hàn Quốc. Để đền đáp lại công lao đó của thầy Park, các doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng liên tục có những phần thưởng chào đến ông. Trong số đó có doanh nghiệp ô tô. Trong 2 năm làm việc tại Việt Nam, ông Park đã được tặng tổng cộng 4 chiếc xe hơi, trong đó có 3 tại Việt Nam và 1 tại Hàn Quốc. Sau khi có thành tích lịch sử tại Thường Châu tháng 1 năm 2018, tập đoàn Thaco nhanh chóng tặng thưởng ông Park Hang-seo một chiếc Kia Optima.
trước khi A-Optima trao tặng cho huấn luyện viên Park Hang-seo thuộc phiên bản GAT 2.0L màu trắng trị giá 918 triệu 100 nghìn đồng đã bao gồm các khoản thuế phí, thời điểm đó và tặng thêm các ưu đãi bao gồm 1 năm bảo hiểm vật chất, 1 năm bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm bảo hành mở rộng 2 năm và một số phụ kiện kèm theo xe. Đến tháng 2 năm 2019, tại quê nhà Hàn Quốc, đơn vị phân phối chính hãng của BMW tại đây cũng đã chính thức bàn giao chiếc xe BMW X4 X-Drive 20D M Sport cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhiều khả năng đây là một hình thức nằm trong hợp đồng quảng cáo của hãng xe Đức bởi ông Park đang nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ tại quê nhà. Chỉ 2 tháng sau tại Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục nhận thêm một chiếc ô tô nữa và vẫn là một thương hiệu đến từ Hàn Quốc, Hyundai Santa Fe, là phần quà tri ân của tập đoàn Thành Công và tập đoàn ô tô Hyundai cho những đóng góp của huấn luyện viên Park Hang-seo cho nền bóng đá Việt Nam với những thành tích ấn tượng trong thời gian qua. Á quân U23 châu Á năm 2018, top 4 ASEAN 2018, lọt vào tứ kết giải vô địch châu Á AFC Cup năm 2019 và đặc biệt là chức vô địch giải bóng đá các quốc gia Đông Nam Á AFF Cup năm 2018. Và gần đây nhất, tháng 11 năm 2019, công ty ô tô VinFast cũng đã tặng thưởng cho ông chiếc VinFast Lux SA phiên bản cao cấp. Chiếc xe là món quà đặc biệt ý nghĩa khi được trao tay cho thầy Park. Đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, sau khi đội tuyển Việt Nam kết thúc năm thi đấu năm 2019 ở vị trí nhất bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á và ngay trước ngày ông Park cùng đội tuyển U22 Việt Nam lên đường sang Philippines dự SEA Games 30. Chiếc VinFast Lux SA 2.0 dành tặng huấn luyện viên Park Hang-seo là phiên bản cao cấp được trang bị động cơ 2.0 Li4. DOHC công suất tối đa 228 mã lực, moment xoắn cực đại 350 Nm, đi kèm hộp số ZF tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động 2 cầu. Xe sở hữu một loạt trang bị tiện nghi như hệ thống đèn full LED, la răng hợp kim nhôm 20 inch, ghế chỉnh điện 12 hướng, màn hình cảm ứng 10,4 inch cỡ lớn, hệ thống âm thanh 13 loa, hỗ trợ kết nối Wi-Fi, Bluetooth. Tuy nhiên, với tấm huy chương vàng lịch sử vừa có được cùng đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 30, nhiều khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo còn tiếp tục nhận được nhiều món quà giá trị khác và không ngoại trừ là một chiếc ô tô cao cấp. Chiều tối nay, đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam sẽ có mặt tại Hà Nội. Truyền thông Thái Lan ngả mũ trước tầm vóc của huấn luyện viên Park Hang-seo. Truyền thông xứ Chùa Vàng khẳng định sự có mặt của chiến lược gia người Hàn Quốc là yếu tố chính giúp bóng đá Việt Nam vươn lên vị thế số 1 Đông Nam Á. SMM Sport vừa đăng tải bài viết có tiêu đề Park Hang-seo, người thay đổi diện mạo bóng đá Việt Nam. Chỉ 2 ngày sau khi U22 Việt Nam đánh bại Indonesia với tỷ số 3-0 ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 và giành tấm huy chương vàng. Nếu quay trở lại khoảng 6 năm về trước, bóng đá Đông Nam Á phải đầu hàng trước Thái Lan. Tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của Zico Kiatisak Senamuang mang đến niềm hạnh phúc cho người hâm mộ nước nhà. Từ một đội tuyển không có gì nổi bật trong thời gian dài, Thái Lan trở thành nguồn cảm hứng của người dân cả nước, SMM Sport mở đầu. Tờ báo này viết thêm, vé những trận đấu của Thái Lan luôn bán hết, nhưng ở kỷ nguyên của Zico, chúng cháy chỉ sau một phút, thậm chí sập cả trang web bán vé. Song, Zico không thể tiếp tục làm việc do những mâu thuẫn với Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Thái Lan, Somiop Pumpamuang. Tuyển Thái Lan thay đổi nhiều huấn luyện viên từ Milovan Georgievac, Sirisak Yodiathai cho đến Akira Nishino, nhưng chưa ai có thể dẫn dắt chúng ta tới thành công. SMM Sport chỉ ra Việt Nam trước đây luôn thất bại trước Thái, kể cả khi bổ nhiệm huấn luyện viên Toshiya Miura hay Nguyễn Hữu Thắng, cho đến khi ông Park Hang-seo ngồi vào ghế nóng năm 2017. Tờ báo này cũng trích dẫn bảng thành tích không mấy nổi bật của chiến lược gia người Hàn và khẳng định rằng người hâm mộ Việt Nam từng hoài nghi vào khả năng tấn công. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park đã thực hiện một cuộc cách mạng với bóng đá Việt Nam. Ông chia tay nhiều công thần của đội tuyển vào lúc đó và trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Việt Nam thay đổi phong cách chơi, tập trung vào thể lực và sức mạnh cũng như chiến thuật. Đội hình được xây dựng dựa trên hàng thủ chắc chắn, sau đó đưa bóng lên tuyến trên càng nhanh càng tốt, SMM Sport viết. Tờ báo này gọi thành tích về nhì tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 ở Thường Châu của U23 Việt Nam là cú sốc trên toàn lục địa. Năm đó, đoàn quân của ông Park Hang-seo vượt qua Australia, Iraq, Qatar, chỉ dừng bước trước Uzbekistan bởi bàn thua ở những giây cuối cùng. SMM Sport viết, từ thành công vang dội đó, không người hâm mộ Việt Nam nào nghi ngờ ông Park nữa. Ông ấy nhận được sự hỗ trợ từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam để tự mình quản lý mọi thứ. Và như chúng ta đều biết, Việt Nam bắt đầu can quét mọi giải đấu,
từ ASEAN 2018, AFF Cup 2018, Asian Cup 2019. Tại SEA Games 30 và vòng loại thứ 2 World Cup 2022, họ cũng là những người dẫn đầu. Việt Nam lúc này đã vượt xa Thái Lan để giành lấy vị trí số 1 ở Đông Nam Á. Họ sớm khẳng định vị thế của mình ở cấp độ châu Á. Không biết bao nhiêu năm nữa, Thái Lan bắt kịp để trở lại là kẻ dẫn đầu khu vực. Tờ báo này để ngỏ. Thầy trò Park Hang-seo vừa trở về sau kỳ SEA Games 30 tại Philippines và sớm di chuyển sang Hàn Quốc để tập huấn trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2020. Tại giải đấu được tổ chức trên đất Thái Lan đầu năm sau, U23 Việt Nam ở bảng D cùng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Jordan và UAE. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.